họ rồi. Nhưng mà đặc biệt đại dịch xảy ra thì nó lại càng khổ hơn, vì thứ nhất là phải chống chọi với bệnh tật là HIV, thứ hai nữa là cái khó khăn nhất là cái việc là mình phải nó ảnh hưởng, cái đại dịch nó sẽ ảnh hưởng lớn về sinh mạng, về thể chất, về tinh thần của cái người sống chung với HIV. Và cái thứ ba nữa là cái việc tiếp cận với cái nguồn thuốc đã phong tỏa thì mọi người không thể nào có điều kiện để mà mỗi lần đi qua một cái chốt, một cái trạm mà mua một cái test dịch Covid á, test Covid đó thì không có khả năng, không có tiền. Và cái thứ hai nữa, nếu mà họ có tiền họ cũng không được đi liên tục hoặc là với những cái lý do không chính đáng. Cái thứ tư nữa là cái vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần, là họ lúc đó giai đoạn đó là mọi người có rất nhiều cái việc mà lộ thông tin về HIV, và cái việc họ có thể bị đào thải ngay tại công ty, tại doanh nghiệp của họ, vì họ không có được nếu mà nội trú lưu trú mà thực hiện ba tại chỗ thì cũng không được, vì họ sợ những cái doanh nghiệp, họ sợ lây truyền những cái bệnh truyền nhiễm đó cho những cái người đang ở chung dưới ba tại chỗ với họ. Và đặc biệt tiếp theo nữa là cái phải mang từng cái viên thuốc và đi qua những cái chốt để mang những cái viên thuốc đến cho họ, nó vô cùng khó khăn. Không phải công ty nào, doanh nghiệp nào họ cũng cho cái nguồn hàng mà vào trong cái công ty, cái doanh nghiệp của họ. Tất cả những cái việc đó phải kiểm định thì các thuốc ARV, thuốc kháng HIV thì mấy anh chị đã biết rồi đó, chúng ta không phải ngắt quản, cũng không là không phải ngưng. Có những cái chốt nó phải bắt để cái nguồn, để cái lọ thuốc, cái nguồn hàng ở đó, phải nói cho người ta biết đây là thuốc gì, để sử dụng vào mục đích gì. Và lộ thông tin là cái vấn đề đó. Còn bây giờ thuốc không được đem trực tiếp vô công ty liền, mà phải thông qua cái khâu xử lý, về cái khâu kiểm dịch, rồi thử trùng. Thì khi mà đưa vào tới khách hàng của mình thì cái người ta đã muộn, đã trễ thuốc ít nhất một tuần hoặc là nó nhiều ngày. Nhiều người lên đến 14 đến một tháng sau mới tiếp cận được cái nguồn thuốc. Là cái đó là những cái đó gọi là đã là may mắn rồi, để người ta vẫn được tiếp cận cái thuốc. Và có những cái tỉnh ví dụ như chuyển thuốc từ những cái người mà sử dụng dịch vụ từ Bình Phước đi xuống Bình Dương mà liên tỉnh thì người ta đâu có vô được, đâu có qua tỉnh mình được. Thuốc mà đúng gửi qua bên đó phải đợi đúng một tháng ở ngoài chốt người ta mới cho đưa vào cái tỉnh của họ kiểm soát, của Bình Phước. Giai đoạn nó rất là khó khăn.